Facebook rồi trên YouTube rồi cũng tham viên nhiều lắm. Rồi tại sao không có chữa bệnh mà lại mở lúc dài không à? Không có chữa bệnh. Rồi tôi thì tôi đi dạy khắp nơi. Tôi thì tôi có cái giấy phép hành nghề, và cái giấy phép hành nghề tôi á mà tôi được ký suốt đời, có nghĩa là hồi trước á là mỗi lần làm giấy phép là phải 3 năm phải làm lại, mà tôi làm suốt đời chỉ cái là xin giấy phép mà chính thức để mà được chữa bệnh thôi. Nhưng mà tôi không có làm cái chuyện đó là lý một cái lý do là hiện nay á là bệnh tật á của mọi người á rất là nhiều, và nó cần phải có một cái thời gian điều trị chỉnh. Và ở bản thân tôi ấy, thì không thể đảm đương một cái công việc đó được. Tức là tôi mà tôi làm cho mọi người chữa bệnh ấy, thì giỏi lắm là một lần đến hai lần là hết rồi. Tôi phải đi công chuyện, đi chỗ đi xa, nơi khác, rồi đi ra nước ngoài dạy. Thành ra là tôi không thể nào làm được điều đó. Nhưng nếu như mà mọi người được đi học, được nắm những cái phương pháp ấy, và biết tự phòng ngừa cho chính mình ấy, thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Còn có những người có năng khiếu thì sẽ qua đó sẽ giúp được cho nhiều người khác. Thậm chí có những người ngày xưa tới giờ là làm hành nghề đông y, châm cứu, thuốc, men rồi các thứ. Nếu có cơ hội học được cái phương pháp này sẽ còn giúp được cho nhiều người khác hơn, chứ không phải chỉ có một mình cá nhân của tôi có thể làm được điều đó. Trước khi mà thực hiện cái phương pháp của bà Bùi Thị Lịch đó, thì bà Bùi Thị Lịch đã cũng giữ cho mình cái bí quyết đó. Và những người mà theo bà học á, thực ra tới bây giờ không có người nào là đạt được cái đỉnh cao đó. Chỉ biết tàm tàm như đó thôi, tới đó hết. Không gọi là xưng tên xưng họ là tôi là truyền nhân được của bà Bùi Thị Lịch, nhưng mà truyền nhân là chỉ là rờ tán rờ chân thôi, không đi sâu xa được. Tại vì bà Lịch bản thân bà cũng không biết cách dạy, mà bản thân bà cũng không muốn dạy nữa. Thành ra là có nhiều người đi theo bà già bà Lịch cả chục năm trời cũng không làm được, không được làm việc thiệt là dỗ giống như bà nha. Nhưng mà cái điều đó là rất là vô lý. Có những người mà theo tôi một thời gian họ làm còn hay hơn tôi thì như vậy mới đúng, phải không? Thành ra là mọi người phải hiểu được cái điều đó, phải truyền đạt lại cho mọi người, phải đem lại cho mọi người. Cho nên khi bà Bùi Thị Lịch mới chết ấy, thì cái phương pháp bà gần như là chìm vô trong dĩ vãng, không ai biết tới ấy. Sở dĩ bây giờ tới bây giờ ấy, là những người gọi là truyền nhân ấy, Lộng Ly Minh rồi ông Khá An của quận 2 rồi đó, mà có thể mà cất đầu lên được ấy, là từ khi mà của tôi đem phát triển và dạy cho mọi người. Rồi những người đó cũng bắt đầu nhấp nha nhấp nhái rồi ra dạy cho mọi người thì mới biết thôi. Chứ còn mà thực ra mấy người đó đem ra dạy cũng giống như bà Lịch vậy đó, không có cái cơ sở gì hết. Tại vì cái thời đó biết tới đó là tốt lắm rồi. Còn bây giờ mình triển khai ra, mình có cái cơ sở khoa học, rồi mình không phải chỉ có riêng của bà Lịch không, mà mình còn kết hợp nhiều cái khác nữa mà để hỗ trợ cho người bệnh một cách thật là tuyệt đối. Ví dụ như nè, trong cái đó là bây giờ là thêm cái này nhịn ăn này, hốt không khí này, rồi chùm đá nóng này, mấy cái đó bà Lịch ngày xưa không bao giờ có. Nhưng mà bây giờ có cái đó thì cái phương pháp này nó trở nên tuyệt vời hơn. Cái tôi nói cái câu tuyệt vời hơn để cho mọi người biết. Cái tuyệt vời ở chỗ này chị biết không? Là chúng ta dùng một cái phương pháp kết hợp nhiều phương pháp khác mà chúng ta ứng dụng, nhưng mà lại không phải dùng đến thuốc. Cái điều đó là quan trọng. Cái thời đại hiện giờ là không dùng đến thuốc là cực kỳ quan trọng. Đó, thành ra là tôi muốn nói để nhắn nhủ cho mọi người hiểu tại sao mà phải làm như vậy. Chứ còn đừng có, mọi người đừng có đến rồi có nhiều người buồn ghê lắm, giận là tại sao tôi không chữa bệnh, tôi không đáp ứng được hết. Mà tôi truyền đạt lại, hiện nay là tôi cho mọi người học cái lớp này là căn bản với cái gọi là nâng cao, nhưng mà thực ra làm trong cái nâng căn bản. Đến khi mà ai học cái lớp căn bản và chuyên sâu lắm, chúng tôi có một cái lớp gọi là lớp Pakistan 1, 2. Và những cái anh em đó là những người chuyên môn, thường là chuyên môn hết, đến đi học được tôi huấn luyện. Và chúng tôi thành lập một cái câu lạc bộ là những cái người đó khi mà xong chương trình rồi đó
là mỗi tháng tụi tôi có cái buổi họp riêng cho những người đó để cho nâng cao tay nghề người đó đi, người đó làm việc tốt giống như tôi. Thì như vậy mọi người hiểu được cái mục đích của tụi này rồi. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.